Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Trang sức Hoa Quỳ của mình. Thì đây là cái mẫu vật phẩm bên mình vừa mới chạm khắc xong và bên mình đang rung xử lý bề mặt. Thì hiện tại đây mình bắt đầu tiến hành bước là rung bóng này. Đấy, bên mình dùng bi rung này. Đấy, các bạn nhìn này. Thì sau khi xử lý bằng bi sứ rồi, bi sứ trắng, bên mình bắt đầu tiến hành cho rung bóng này. Đấy, rung bóng bề mặt sản phẩm này. Đấy, chạm khắc này. Đây, bên mình dùng máy rung bóng các bạn nhé. Máy rung bóng thì video của mình cho nhiều rồi. Thì đây các bạn tiến hành là cho bi nhám này, bi nhám 6 ly, bi tam giác và bi tròn kết hợp với nhám 600. Đây là dầu tăng sáng. Đấy, dầu tăng sáng các bạn. Khi các bạn lấy máy về thì sẽ được bên mình hướng dẫn cụ thể về quy trình rung bóng của đá nhé. Đừng cho tượng nhé. Đây, giờ mình sẽ cho sản phẩm vào này. Đây là hổ phách này. Đây là hổ phách ấy. Hổ phách các bạn, hổ phách huyết của Nga này. Trong này mình dùng rất chi là nhiều hổ phách này, đá phách anh này, ruby này, ngọc cũng có luôn. Đây là ruby này. Đây chạm khắc này. Bông hồng tình yêu này. Bông hồng chạm khắc tay tình yêu. Sau khi mình đã cho vào thì mình sẽ kiểm tra là máy rung bằng cách cắm điện. Máy rung rất nhỏ nhé. Các bạn nhìn con này là bên mình là dùng 4 đến 5 năm rồi, bong hết sơn rồi, máy vẫn hoạt động tốt nhé.